Ok và hello chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với thành phố Lopez. Thì trong video này mình sẽ xây dựng một cái cửa hàng thức ăn nhanh nha các bạn ha. Nó giống như là những cái cửa hàng mà các bạn thấy ở Việt Nam như là Lotteria hay là KFC đó các bạn. Thì mình nghĩ là mình sẽ xây cái cửa hàng nó ở đây, cửa hàng bán thức ăn ở đây ha, ở phía sau lưng của cái trạm cứu hỏa của mình và ở đối diện cái nhà của mình ha, cái nhà hình cầu bóng lá của mình nè. Và cái đoạn đường giữa này mình sẽ xây một con đường, quá hợp lý luôn ha các bạn ha. Có nhà ở nè, có trạm cứu hỏa để khi có cháy nổ sẽ có người dập ha, và có một nơi để bán thức ăn nhanh luôn, để mỗi khi mình đói bụng á, mình không muốn nấu nướng thì mình sẽ qua đây mình ăn ha. Rồi ok, thì hiện tại mình mới có 14.000 thôi, hy vọng nó sẽ đủ ha các bạn. Mình sẽ xây dựng cái đường ở đây, build ha, floor nè, mình sẽ tắt cái này đi, sau đó mình sẽ cho một con đường dẫn vô đây ha. Đi tới đây nè, qua đây nè, đi xuống đây ha, đi qua đây, đi tới đây. Mình phải chừa không gian để cho cây cảnh đó ha các bạn ha. Rồi, cái màu sắc thì lát mình chọn sau ha. Mình sẽ xây cái nhà chỗ này, cái nhà bán thức ăn nhanh chỗ này quay mặt ra hướng này ha. Rồi chỗ này sẽ để một số bàn ăn ở ngoài trời, vừa bàn ăn ở bên trong cửa hàng, vừa bàn ở bên ngoài luôn. Rồi ok, mình sẽ xây tường trước nè. Wow, đi qua là 8 ô ha, đi lên là 5 ô. Xong đi qua đây, mình sẽ lót thêm một số gạch ở đây nữa ha các bạn. Đó, mình thích cho nó phá cách như vậy ha. Rồi ok, cho gặp bên trong đây nữa ha. Xong, mình sẽ xây luôn cái mái nhà trước ha. Roof nè. Mái nhà thì mình nghĩ là sẽ xây mái bằng đi. Đó, nhìn giống khối hộp quá các bạn. Bây giờ mình sẽ xây cửa cho nó nè. Cho kiếm cái cửa nào bự bự ha. Tại đây cũng là một cái nhà hàng mà, một cái cửa hàng bán thức ăn nhanh, nên mình kiếm cửa nào nó to to chút xíu. Đây, Elegant Double Door ha. Đó, để cửa bên đây. Rồi chúng ta bắt đầu qua cửa sổ nè. Windows. Mình sẽ xây những cửa kính như thế này để cho khách người ta có thể nhìn ra bên ngoài ha. Hai cửa, ba cửa, bốn cửa. Ok, ở ngoài đây mình sẽ xây hàng rào ha. Fan nè, xây hàng rào kính cho đẹp ha các bạn. Glass fan. Qua đây, qua đây. Thì đó là về cái phần ngoại thất bên ngoài ha. Bây giờ chúng ta sẽ high-locking object đi, chúng ta mà tắt cái mái nhà xuống, chúng ta mới dễ thực hiện bên trong. Thì cửa hàng tiện lợi của mình sẽ dự định là mình xây một cái quầy order thức ăn ở đây, quầy nấu nướng ở góc phải này nè. Còn cái góc kính này như mình nói là sẽ để những cái bàn ăn để cho khách người ta muốn ăn ở trong nhà ha. Còn bên ngoài thì sẽ để một số cái bàn ở ngoài nữa. Để bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ xây một cái bức tường để mình ngăn cách hai cái khu vực này ra mới được. Chúng ta là vào lại wall ha. 1, 2, 3, 4, 5. Như thế này, ok. Chỗ này mình vừa trống ha. Mình sẽ xây cho nó một cái cửa đi ra đi vào ha các bạn, nhân viên có thể đi ra đi vào cái khu làm việc. Không có nhiều tiền cho nên mình sẽ chọn cửa thường thường thôi. Strip solid door đi. Để đây. Rồi. Xong rồi ha, bây giờ mình sẽ qua phần decorate nè các bạn. Mình sẽ chọn cái counter để mình xây cái bàn. Đó. Thì khi khách hàng vào order thức ăn thì họ sẽ đứng order ở đây ha. Ở trong đây thì mình sẽ xây những cái bếp để nấu ăn các bạn. Decorate nè, vào kitchen ha. Cho một cái tủ lạnh ở đây. Ok, ở đây là tủ lạnh nè các bạn. Mình cho thêm một cái bếp ở đây ha, để mình có thể nấu nướng đó mà. Mình nghĩ là sẽ cho thêm một cái counter để bên đây nữa, để mình có thể để cái lò vi ba lên. Decorate, counter. Cái counter thì thường nó dính chung với cái bếp lò các bạn ha. Nên không sao, mình cứ để về đi. Cho nên mình cứ để về đi ha, không sao hết. Kitchen nè, cho một cái lò vi ba vô, xoay ra, zoom ở lại đã, xoay ra để đây ha. Bên đây mình sẽ nghĩ là cho một cái máy pha cà phê vậy. Ok, quá hợp lý luôn. Rồi, thì đó là xong cái khu vực mà nấu ăn với lại order thức ăn ha. Cũng khá đơn giản ha, không có gì phức tạp cả. Ở đây thì mình sẽ để bàn ha. Bàn thì các bạn vào table ha. Không, những cái bàn này mình sẽ để bên ngoài đi các bạn. Những cái bàn gỗ nè, nó rất giống bàn cà phê ha. Để cái đây, cái đây, cái đây. Khá là ok đó. Còn bên trong mình sẽ để cái bàn nào nó lịch sự hơn một xíu. Ok, mình sẽ dùng cái bàn này đi. Nó không đẹp lắm nhưng mà thôi kệ, nó vẫn đỡ hơn cái bàn giống như là cái bàn cà phê ở ngoài này ha. Nó hơi thấp nữa. Đây cái,
đây một cái. Đó, như vậy ok rồi các bạn ơi. Mình cho là 4 bàn ở trong để ngồi ha. Còn ngoài đây thì 3 bàn, cũng khá là nhiều khách đó, không phải giỡn đâu. 2 x 4 là 8 nè. 8 với lại cái này mình có thể cho một cái bàn này tới 4 người lận đó các bạn. Đâu rồi? Chair. Có ghế cho cà phê luôn, 1 ghế, 2 ghế. Ok, hợp tình hợp lý luôn. Đủ rồi nè các bạn. Cửa hàng mình phục vụ được 20 khách hàng ha. Cũng khá là nhiều. À mà nhìn nó hơi tối tối đúng không? Mình sorry. Mình sẽ cho cái đèn vào. Lighting. Cho đèn nào đẹp ta? Quá lãng mạn luôn. Đèn cái. Đèn cái. Quá tuyệt vời. Không, ở trong cái chỗ mà nấu ăn order thì mình sẽ cho cái khác. Đó, mình sẽ cho cái đèn màu trắng trắng này ha. Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Trông vẻ khá sang trọng ha. Rồi cho đây cái đèn màu vàng vàng chỗ này nữa nè. Để đâu ra, để giữa ha. Kịch. Nó sáng trưng một góc trời luôn. Bên ngoài đúng không? Bên ngoài thì mình sẽ cho cái đèn này đi. Đèn 300 nè các bạn. Ù chà, sót quá ta, 300 tiền luôn. Một cái. Hai cái. Nói chung thì buổi sáng á, khách hàng người ta cũng không cần đèn đâu. Chỉ buổi tối thôi, thì mình cho cái đèn này cho nó lãng mạn ha. Ok. Đủ sáng cho ta. Đúp cho nó một cái đèn này nữa đi. Đó. Quá lãng mạn luôn. Rồi. Bên trong đây thì mình sẽ trang trí cái gì nữa đây? Coi như là mình đã xong cái phần nội thất ngoại thất ha. Bây giờ mình chỉ trang trí thêm một số thứ rồi xong mình sẽ tô màu, vậy là xong. À nhầm. Mình sẽ sơn màu cho nội thất ngoại thất, vậy là xong rồi. À thiếu một cái công tắc đèn nữa các bạn. Cái công tắc đèn này á, thì các bạn có thể tắt ha, để tiết kiệm điện các bạn. Để đâu ta? Để đây được không? Ok, để đây đi. Để một cái thôi các bạn. Tại vì một cái là nó tắt hết công tắc điện ở trong đây luôn rồi. Không cần nhiều ha. À, có một cái nến. Đúng rồi, đây 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 đây. Quá lãng mạn luôn. Đấy, 3-4 cái nến. À, quầy counter order thì phải có độ tính tiền đúng không? Mình sẽ xem có độ tính tiền ở trong cái game này hay không ha. Có nè các bạn ơi. Nó có một cái cash register, là một cái tính tiền biên lai đồ như các bạn thấy ở những cái siêu thị ha. Nhưng mà nó tới 95 bi tiền rồi. Mình hiện tại mình không bi tiền, bi tiền các bạn phải nạp ha. Cái đó mình nghĩ là mình sẽ thay nó bằng một cái máy vi tính vậy. Không biết được không ta? Oh no, không được rồi. Cái chỗ này nó không, cái counter này nó không cho mình để cái này lên. Bi tiền thì bao nhiêu ta? 50 bi tiền là 20 robot, vậy là 100 bi tiền là 40 robot ha. Căng à. Ok, để chiều thấy các bạn và cho cái cửa hàng thức ăn nhanh của mình trông giống nhất thì mình sẽ mua ha. Xót xa quá đi. Rồi, mua hai lần ha. Tại vì cái này tới 95 nữa các bạn. Đó, nó mở cho mình rồi nè. Mua. Holy hell, mắc quá. Sau này chắc mình xây những cái nào liên quan tới bán hàng thì mình sẽ lấy kéo qua ha. Để đây đi. Rồi. Đồng hồ nữa các bạn. Đúng rồi, đồng hồ ha. Để cái đồng hồ cho ta biết giờ chứ không gì á. Ok, một cái đồng hồ. Thêm một vài cái tranh ảnh để mình trang trí cho cái cửa hàng thức ăn của mình ha. Decoration nè, xem có gì trang trí không. Khoan, mình sẽ cho vài cây cảnh ra. Cho nó xanh tươi chứ không gì á. Cho một cây cảnh vô trong góc. Một cây cảnh ở ngoài đây. Cái này không sát tường được à. Chán nhở. Không sát tường thì mình chỉ để một cây thôi các bạn ơi. Để nó không cân đối mình thấy không đẹp lắm ha. Để một cây là đủ rồi. Đó. Những cái này như quảng cáo luôn các bạn. Quảng cáo thương hiệu. Rồi. Cho thêm một kệ sách ở đây đi ha. Cho khách hàng người ta có thể người ta đọc sách. Kệ sách là ở đâu nhỉ? Storage. Ok, nó đây. Cho một cái kệ sách để đây. Boom. Và công việc cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ sơn màu cho cái cửa hàng thức ăn của mình. Bấm vào cái phòng bên đây. À, mở cái này lên đi. Rồi. Nên sơn màu gì ta? Màu gỗ đi ha. Cho vật liệu là gạch nè các bạn. Mình nghĩ mình chỉ cho màu nâu nâu đi. Đó, màu này hợp lý nè.
Nhìn màu nó không quá chói, nó hơi dịu mắt, nó phù hợp với lại cái màu ghế luôn. Control click vào. Wow 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 wow. Control click vào. Khá là hợp các bạn. Rồi, bên trong thì cũng vậy luôn ha. Mình sẽ tắt này xuống. Đấy. Mà mình nghĩ mình sẽ đổi chất liệu cho cái này. Đấy, ở bên ngoài là ốp gạch ha, bên trong là giả gỗ. Ok. Nhìn màu nâu khá là dịu mắt luôn các bạn ơi. Cửa luôn ha. Cửa kính luôn ha. Cho những cái counter luôn ha các bạn ha. À nhầm, counter thì phải đổi thành cái vật liệu trơn thôi. Cái này được rồi. Đấy. Đây luôn. Những cái bàn bên đây cũng vậy. Lấy cái màu của cái counter đi. Rồi. Control click vào. Ghế luôn. Ghế thủy tinh màu nâu ha. Để bấm nhầm. Trong cái game này các bạn có thể bấm phím Ctrl Z để bạn quay lại thao tác trước ha. Kệ sách luôn. Ok, ổn rồi đó. Màu gạch luôn này nha. Rồi màu này đi các bạn. Đó. Chết. Cho mấy cái bàn ngoài đây màu nâu luôn ha. Nó mà hơi khác đúng không? Đúng rồi, nó hơi khác. Ok ha, khá là đẹp rồi đó các bạn ơi. Chỗ này thì mình sẽ đổi thành vật liệu là gì đây? Đổi thành gạch này đi. Rồi. Cho màu xám xám như thế này ha. Hay đấy. Rồi cái đường đi chỗ này mình sẽ màu đen ha. Giống như là đường nhựa các bạn, màu đen. Rồi. Chỗ này thì mình sẽ trồng cây ha. Build Gardening. Kiếm cái cây rồi đó mình trồng vô. 150 nè. 2 cây. Đó. Khá là đợp luôn, quá đợp. Gì vậy? À, trả qua đơn tiền điện. What the hell, xây một cái nhà mà tới hết một tháng rồi hả? Mới trả hồi nãy mà. Rồi, quay trở lại thôi. Rồi ha, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. À nhầm, thiếu, quên. Còn mấy nhà nữa men. Bây giờ mình sẽ review cái cửa hàng thức ăn của mình ha. Cửa hàng thức ăn nhanh ha các bạn ha. Đó. Đây là ngoài đầu đường nè, chúng ta sẽ thấy một cái trạm cứu hỏa. Và bên này là cái nhà cậu bốn lá của mình. Giờ mình sẽ đi vô ha, đói bụng rồi. Đi ăn thôi các bạn ơi. Chào mừng các bạn đến với cửa hàng thức ăn nhanh. Gà công nghiệp KFC, à nhầm, gà rán của gà công nghiệp, đó. Ở ngoài đây thì chúng ta có ba cái bàn ăn ở ngoài ha. Mỗi bàn chứa được 4 người, bàn gỗ nha các bạn. Gạch. Dưới đây nó gạch đàng hoàng nha, rất lịch sự luôn. Vào nè. Sao tới hù vậy? À nhầm, để mình bật đèn nè. Thật là có lỗi quá đi. Switch on, ok. Đóng cửa lại. Thì cửa hàng mình mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm ha các bạn. Vô đây mình sẽ order thức ăn, sẽ có một nhân viên đứng order ở đây. Đó, kêu thức ăn bla bla bla. Gà rán, cánh gà chiên, đùi gà chiên, rồi cơm gà các kiểu ha. Sau đó các bạn có thể chọn hai phương án, một là ra ngoài đây ăn cho nó mát. Còn nếu trời mưa hay trời nắng thì bạn có thể vào đây. Không biết trong đây game này có cái dù không ta, mình cũng chưa biết nữa. Đó, trong đây thì có 4 bàn ha, mỗi bàn chỉ có 2 người thôi. Nếu bạn nào mà có cặp bồ, cặp bịch gì đó, hay nói chung là đi 2 người các bạn, thì bạn vô đây bạn ăn rất là hợp lý ha. Ở trên bàn có trang trí một cây nến luôn, rất là lãng mạn luôn. Còn bên đây là có một cái đồng hồ. Có cái màu chìm quá vậy. Lát mình vô mình chỉnh lại ha. Kệ sách nè. Ăn xong thì có thể nghỉ ngơi chút xíu, đọc sách đồ ha. Đóng cửa lại. Trong đây thì nó có một cái bếp, một cái tủ lạnh. Đó, tủ lạnh rất nhiều đồ ăn luôn. Lò vi ba nè, máy pha cà phê nè. Đèn ha, bố trí rất là hợp lý luôn. Đóng lại. Đó. Thì đó là cái cửa hàng bán thức ăn nhanh của mình ha. Rồi, có lẽ mình sẽ dừng video tại đây và cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, share video này. Cũng như hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn của mình mỗi ngày ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.